Chibu đọ sát bên Lan Ngọc và dàn hoa hậu, vì sự ấn tượng, bất phân thắng bại. Khung hình có sự xuất hiện của các chị đẹp Chibu, Lan Ngọc, Minh Hằng cùng dàn hoa hậu khiến cư dân mạng thích thú. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, dàn mỹ nhân Việt gồm Chibu, Ninh Dương Lan Ngọc, Tiểu Vi, Khánh Vân, Kỳ Duyên, Minh Hằng đã tham gia một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Chibu thành nhân tố viral và debut thành công ở chương trình Đạp Gió 2023, số lượng fan của giọng ca Đóa Hoa Hồng ở Việt Nam lẫn Trung Quốc đều tăng lên đáng kể. Có mặt tại sự kiện, Chibu diện đầm màu kem nề nã, nhanh chóng thành tâm điểm của ống kính truyền thông, bước sang tuổi 30 với nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp, nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc. Đứng cạnh ngọc nữ màn ảnh Minh Hằng cũng như dàn hoa hậu, có thể thấy Chibu không hề lép vế. Sau Đạp Gió 2023, sức hút của Chibu không hề giảm nhiệt. Sau khi kết thúc lịch trình ghi hình cho chương trình Hương Vị Trung Hoa, Chibu vẫn sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hoạt động, sự kiện trong nước. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn được đồn đoán sẽ tham gia chương trình ăn khách Hello Saturday, game show nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xứ Trung.